Thưa quý thầy cô cùng các bạn đội viên thân mến, trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi được thành lập năm 1993, là trường tiểu học hiện nay vẫn học một buổi trên ngày, tổng số học sinh 836 trên 20 lớp. Trường là vùng có học sinh đa số khó khăn với 170 em thuộc diện hộ nghèo khó của phường Mỹ Xuân, ảnh hưởng không ít tới hoạt động chuyên môn và giáo dục ngoài giờ trên lớp. Nhưng nhà trường luôn tạo điều kiện để các em phát triển tư duy và các hoạt động ngoài giờ trên lớp. Từ nhiều năm liền đạt lên đội có phong trào thi đua sôi nổi cấp tỉnh, được Ban chấp hành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng bằng khen, hưởng ứng thi đua sôi nổi trong năm học 2020-2021. Chiến sĩ sẽ hy sinh khi tổ quốc cần máu mình, cờ đỏ thắm sẽ tung bay trong ngày chiến thắng huy hoàng. Người chiến sĩ sẽ ra đi vào trận đánh với quân thù, vì tổ quốc của chúng ta, vì hạnh phúc của nhân dân. Người chiến sĩ sẽ hy sinh, người chiến sĩ chiến đấu vì tự do. La 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 la. Người chiến sĩ của nhân dân mang hào khí của dũng loài, chiều người sẽ luôn bền.
Chúng ta cùng nhau. Chúng ta cùng nhau.